Chào mừng anh em trở lại với kênh của Kika TV. Hôm nay thì anh em tiếp tục trở lại với chủ đề siêu cay nhé các bạn nhé. Và trước mắt đây thì là một con rạch nhỏ. Anh em bây giờ là sẽ đi bắt tôm về để làm món siêu cay. Đây là xẻng nha anh em nhé. Xẻng siêu cay anh em ạ. Nướng xẻng luôn. Anh em là bây giờ phải đào lấy một cái hố này nhá để cho tôm vào. Ơi vào. Cho nước chảy vào. Sùng này rất là nhiều tôm anh em ạ. Vừa rồi thì ở rạch anh em chúng tôi là chả bắt được con tôm nào. Bây giờ phải ra không gian lớn hơn. Đó là con sông quê nhà các bạn ạ. Các cụ bảo ở đây tôm to lắm. Không biết hôm nay bắt được con nào không? Tôm mở đường này với nước tôm to chúng vào. Mình lại đi đào hố nữa đi. Đào hố vào. Đây quét hố này để cho tôm vào anh em nhá. Đóng tí nữa thì lại quay lại tìm. Đào hố thứ hai nhá. Dạ bỏ tay ra. Tối nay mày lại lên bàn thờ ăn tôm giờ. Đào sâu sâu một tí anh ạ. Sâu sâu một tí nó mới vào được. Vét sâu sâu một tí thôi ạ. Thế. Rồi. Rồi làm cái hố nữa đằng kia nữa là ok. Anh quyết đào cái hố nữa không? Vào. Thanh niên này cho đi đào hố này. Rồi thế thôi mày đào với cả hố ra thế. Hố đây. Chờ vào mẹ nó vào chục con luôn. Tôm này là ăn đi theo đàn nhá các bạn nhá. Nếu mà nó vào thì được cả một đàn luôn. Được cả một đàn lại ngon quá. Cho cám vào đi anh em ơi. Mới thanh niên đang lên sắp thả cám vào những hố đi. Ờ thế thôi, 4 hố được rồi. Anh em ta bây giờ lên bờ ngồi chờ đợi thôi. Để học. Đang sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì bây giờ đến lúc anh em chúng tôi đi thu hoạch tôm. Bắt được con rồi. Wow, có tôm rồi các bạn ạ. Ôi. Được có một con thôi à? Một con. Rồi ạ. À. Hai con. Ngon. Đấy chắc nó mới ra nó vừa mới ra. Đâu rồi? Có quay. Vừa thấy con đấy chứ. Ở đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Cẩn thận cháy mất, vừa từ từ cẩn thận nào. Anh em chúng mày chờ con tiếng đồng hồ đấy. Đây rồi, vậy là được 3 con à? Ngon. Hồ này bị lấp rồi, không có. Bảo đào sâu sâu vào. Hồ này không có. Rồi ạ. Có không? Chờ thấy đâu? Không có rồi. Không có. Ừ, vô dụng. Thôi bây giờ lại phải ấy ra để chờ. Lại phải chờ tiếp thôi. Có lẽ là anh em chúng tôi sẽ chờ thêm khoảng 30 phút nữa các bạn ạ. Và sau 30 phút chờ đợi thì anh em chúng tôi đã bắt đầu chuyến thu hoạch thứ hai các bạn ạ. À, lần này chúng tôi đi ngược lại lần trước.
đi từ hố không có lúc nãy lại. Có không anh em ơi? Chú chắc không có đâu. Đúng à? Không được con nào à? Trời ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày cần ở đây. Mày đi cần ở đây. Còn con nào nữa không? Vẫn còn nữa. Tao vừa mới ấy lấy nhưng mà nó đâu ạ? Chị em vừa mò gì cả đây. Không có, để sang hố khác. Đây. Đâu. Đây. Đây rồi. Đây. Một con anh em ơi. Đây còn nữa. Đây anh em nhá. Anh nhá, tôm anh nhá. Đây, cho lên đấy. Rồi, cứ để tạm đấy, sang hố khác. Từ thôi, không có nói. Ôi, cả đàn. Đâu? Đâu. Chạy từ từ thôi. Đây em đưa theo đâu. Chạy mẹ rồi. Có bơi mẹ đi rồi. Xem trong hố có không? Một đàn to tương, một đàn luôn. Trời ạ. Thôi rồi lại vét hố ra đi để chờ tí nữa đi. Thôi lại chờ tí. Không. Ấy thôi. Tao vui. Thôi lại chờ thêm mấy con nữa xong thì vào. Thôi anh em chúng tôi sẽ cố gắng chờ thêm lúc nữa để cho nhiều. Còn mấy con này nướng không bỏ. Mệt quá. Mệt quá anh em ạ. Bỏ hơi tai. Nước sông à, nước này gọi nước gì nhỉ? Nước sông Đà ở trong mà mát. Sông Đà anh em ạ. Rất là ấm luôn. Mùa đông mà ấm lắm. Thôi là thôi nốt lần này thì bánh nốt lần này anh em chúng tôi về thôi các bạn ạ. Đi thôi đâu. Không có thì cũng phải chịu thôi. Hết cám rồi nên là anh em nốt mẻ này. Nốt mẻ này anh em ạ. Có con nào không? Đây rồi. Một con à? Quá ngon. Nhặt vào đâu? Thế à? Bây giờ sẽ sang hố tiếp theo các bạn ạ. Chặn luôn nó nước lại. Thằng này để bắt tôm hết thì con nó chạy hết. Tôm nhanh nhằm cũng may. Đâu có. Đây anh ơi, đâu. Ôi. Đây rồi anh em ơi. Đây nhá, tôm đi nhá. Anh em nhá, tôm. Tiếp đi. Anh em bù đàn. Ngon, chặn luôn cái bò lại. Mày vừa ấy một con. Nó coi như là mấy con á anh. Mấy nó vơi cả đàn. Có con nữa nhá. Một con này. Đủ tí anh em chén rồi. Một tiếp anh ơi. Một tiếp. Mày mấy con này chưa hết đâu. Nãy anh rồi. Ở đâu nhỉ, chạy đâu rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ngon. Hai con anh em ơi. Vẫn còn lại chờ phát đây. Cuối lại ngon đây. Hai con nhá, được mẻ cuối ngon lành quá anh em ơi. Mẻ một đi anh ơi, hố này em thấy chui nhiều lắm. Hố này to mà bao nhiêu cám đổ tất đây. Ở đâu ạ? Đang không mất công chờ đợi lượt cuối các đây bạn. Đúng rồi, hết rồi, thôi sang hố bên cạnh đi. Ngon. Đúng. Thôi đi về đi. Hết chưa? Sang nốt hố bên kia đi. Thôi đi về đi. Nốt cái này đi để về. Có gì không? Đâu có. Vâng, và hố cuối là một mẻ rác. Thôi đi về anh em ạ.
đi về. Có lẽ là số lượng cũng đủ để anh em chúng tôi nướng rồi đấy các bạn ạ. Cũng phải được mười mấy con rồi đấy. Trời, sắp tối anh em ạ. Bây giờ anh em tôi... đi anh em nhặt tôm phải về đấy. Để về anh em ạ. À, như các bạn thấy, để sau khi quay cái đoạn mà bắt tôm xong thì trời cũng nhá anh em tối rồi. Hôm kia là mặt trời chuẩn bị lặn rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em chúng tôi về mà nướng xong chắc trời cũng tối là vừa. Đến giờ lên mông ngoài chén luôn. Bây giờ anh em mình sẽ đóng lửa để nướng tôm các bạn nhá. Gió quá. Này ngoài này rất là gió các bạn. Gió cực kỳ luôn, cực kỳ khó nhóm. Bên là có nhóm ở trong đây. Mình rất là nhiều nòm.
mẹ về và cũng mãi mới ra được có vài con ở cơ bản và kia anh em kìa. Tí nữa thằng nào đi bắt thằng được ăn thôi. Mẹ thấy thằng quay không cho ăn à? Cho vào đây quên rồi. Cho vào, cho tớ ớt vào, cho nhiều vào. Nhiều cay mà. Từ từ, tí cho vừa thôi, tí cho thêm. Kéo lại cháy cháy, không cho tớ ớt. Tí cho thêm. Tí bắt ra cho thêm. Quá chất luôn đấy. Ngon đấy. Kiểu nướng rất là lạ. Ui ui. Đó, thử lật đi xem cháy chưa. Đảo đi. Ôi, thơm phức luôn. Ăn đi. Ở đấy mà chưa. Kéo mà cháy mất. Được rồi đấy. Thấy thịt chín hết rồi. Ăn thôi. Thêm tí nữa đi, cho chắc ăn. Ừ, cho thêm tí nữa. Tao thấy nó vẫn còn cháy nhỉ. Chưa chín đâu. Thấy mùi rồi. Tí nữa thoải mái, tí nữa còn than thoải mái. Than nướng được mà. Tôm này nó nhanh chín luôn mà. Đừng múc chờ tôm của nó quá.
không? Chín rồi đấy. Ăn đi. Ui phải không? Sắp sắp thôi. Có 10 con ở đầu kia cả này. Ôi, lột bốn này ăn đi, xong rồi cho mẹ kia vào. Nướng hết đi đã xong thì ăn. Thằng kia, mày ăn tham thế. Gì mày nó đảo. Ngon không? Đói. Mày cho nó ướt vào. Ui ngon thật luôn. Tươi chẳng ngon. Tươi là tươi nào? Siêu tươi. Vừa bắt trên sông lên thật tươi à? Gọi là sống nhưng không phải tươi. Bảo đây là chết rồi. Tươi rồi giỏi luôn. Vào đây vẫn còn nhảy luôn. Kia lại ăn rồi. Thử thì thôi, ăn xong tí nữa ăn, thật thì đừng có thử nữa nhá. Thôi, đầu nó chưa chín nấu tiếp. Mày. Tôi đã quay video nó đâu rồi, không chịu được cái mùi của tôm quá thơm mà muốn ăn luôn này. Anh em nào quay đi tao thử quá. Thôi em thử quá nữa nhỉ. Thằng kia. Cháy cái vỏ ngoài thôi, không được gì đâu. Chén đi. Ồ, nó thơm, thơm tưởng kiểu như mùi mực đấy nhỉ. Bóp nhiệt tình vào. Anh em tôi để mẹ sau nhá. Chén chén bây giờ để chuẩn bị mẹ sau nướng tiếp mẹ sau cho, anh em nhá. Cho đây nóng quá. Nó ra khỏi đống lửa ấy mày. Đúng không? Cho tao ăn à. Quay đi. Nào, chén đi. Ôi mời tất cả anh em nhá. Mời đi em ơi. Con học cay cay mà anh. Đúng rồi đấy. Anh em vẫn đã quản lý tôm không? Tôm sông Hà này quá ngon luôn. Đây nha anh em nhá, nguyên ớt luôn nhá. Thơm bức luôn. Nguyên ớt luôn. Ôi. Hấp dẫn. Hấp dẫn luôn anh em. Thôi luôn, quay nó xuống ăn. Để dành với, bọn này ăn hết tao rồi. Thôi một kỳ luôn. Làm con à. Đang đói, quá ngon. Từ 1 giờ chiều đến giờ mấy tiếng đồng hồ mới được ăn. Để vãi. Thằng Quyết ăn hơi lắm rồi đấy nhá. Thằng Quyết tí nữa cho nhịn đéo nữa ăn nữa. Ngon tận tận tôm. Ngon, không biết ngon như thế nào luôn. Đúng rồi, thơm ngon rồi. Đấy, quay mày tranh thủ lúc quá. Còn đó bạn ạ. Đâu một tí không còn gì mà ăn nữa. Thôi con này chảy rồi. Cho thêm tí nước ớt vào đây nào. Siêu quay nào. Ôi. Nhanh nhanh cháy quần. Nhanh cháy quần. Con này vẫn còn cát. Một thằng này ăn toàn mình, để lại toàn đầu tao đúng này. Đúng ăn cả vỏ này luôn. Thế bao giờ chết. Cái này hay. Vỏ ngoài rất là giòn, ăn ngon lắm. Đúng rồi. Anh em nhìn này, ăn khôn này bao giờ chết. Rất thàm. Khôn như mày bao giờ là chết hả Quyết? Phải rồi. Chấm chân sảng luôn. Ngon vãi. Không này. Vâng, anh em tôi để đập củi ra để nướng cho nó nhanh chín. Thôi, nó không gãy đâu. Thôi, với mấy thằng ngu này thì nó không phải đập được đâu. Lại nướng tiếp anh em ạ. Tiếp mẹ hai bạn ạ. Vâng, mày qua sẻng cuối còn 5 con, mỗi thằng một con, vừa khéo. Không tí, mà không biết tranh nhau nào rồi. Thôi, tí nữa anh quay phim không phải ấy đâu. Anh không phải ăn đâu, nhường em. Con đấy không ăn thì anh em chúng mày lại phải tranh nhau à? Công em bắt nhiều nhất. Nướng mất thằng cháy mất sẻng của anh. Không biết gì. Cháy mất. Fuck.
đấy chưa, lật lật mặt chưa, lật rồi, đảo thì nó ấy hết tương, nó khô hết tương. Đây là những thanh niên gọi là những thanh niên chán cơm nhà, thèm tôm. Thôi tí nữa bọn anh không phải ăn đâu, em ăn cho. Thế thôi các bố ạ, bắt bao nhiêu công đi bắt mới được bao nhiêu con. Quảng thì tùy ra. Tôm này tôm đặc sản luôn đấy. Mày còn bắt được. Tốn bao nhiêu cám, tiền cám chả. Không bao nhiêu tôm. Nhưng mà được cái ngon. Thấy thơm rồi đấy. Từ từ. Nó cũng chưa thì nó đòi ăn rồi. Thấy ngon rồi. Em bị phá trinh mẹ hai. Mày phá lắm mày. Mày phá nào, mỗi thằng chỉ được con nữa thôi. Không, em phá hai con. Kéo mà ăn đập. Mày cho phá rồi, mày được vài cái vào mồm. Anh em tao cho mày nướng đi giờ. Quyết cháy luôn. Mẹ này nướng nghe có kinh nghiệm hơn tôm vàng rất đều. Ôi dồi, ăn này mày hôm nào phải xem có anh em nào sang giao lưu không. Nay một tí rượu nữa, ui dồi ôi, tối nay ngủ bờ sông luôn. Thế nào về anh mất cái cán sẹp mà yên tâm. Chết. Mất nào được, cán sẹp tươi. Để ông già dã chết anh. Vì tội to đầu ngu. Bây giờ mình nhận ra mình ngu. Muộn. Thôi được rồi, ăn đi. Từ để cho mày. Mà thôi bỏ ra đi, cháy mất cán xẻng của anh. Thôi. Ủa, cháy được, cháy thì biết ngay. Này bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng còn thế bao chết được. Sợ em ăn mất thế. Bỏ to tay vào được rồi. Đây, bây giờ để cái này này. Bắn đấy ngư. Bắn. Ôi ôi, nó khỏi ăn. Ốc vật. Giời ơi, bảo hết đây rồi. Nhìn em nhúc than này, đấy. Siêu siêu siêu. Đấy, siêu. Tao tuần trước đấy. Tao xem xiếc người ta toàn là ăn than, nó nuốt bụng nó thử. Thử. Thử luôn. Khuyến cáo là trẻ con đây sẽ là một màn biểu diễn chất thú của anh quét quần quại. Chỉ sau 15 phút thôi là anh ấy sẽ thành quyết cháy. Chỉ biết anh ấy có lại cháy quá. Thôi được rồi, ăn đi. 9 giờ rồi. Nãy ăn 9 giờ rồi, thơm. Chín rồi. Con này chưa chín rồi. Chưa chín rồi. Con này mới là con chưa chín. Mới nhấc lên phát chả biết ăn được cái chưa xuống vào. Con này chưa chín rồi. Có con nào chín rồi để anh ăn trước đi. Tương ớt không ngập vào. Chín nó ra thì mắc cay. Này anh em xem chín chưa? Chín rồi. Chín chưa ra đi. Chín rồi đấy. Từ từ thằng Quyết cho tương ớt vào đây này. Chưa gì cứ dình dình con to nhất. Chỉ dình để ăn. Như mày xóm tao đời. Nhưng mà đúng ngon này thằng nào. Thèm. Tơ, mày đưa đây để xuống đấy đã. Chứ đủ cay. Để đây. Tao không cho mày con đấy. Quả những mắt này. Rồi.
cho hết vào cho nó cay. Sắp chín mẹ cả tay rồi này. Đây nha anh em nhá. Rồi. Được. Mỗi thằng một con. Ăn tôm này thì nướng này thì không cần phải bóc vỏ luôn, cứ thế ăn rất là giòn. Cho em cả mặt bên này đi. Ừ đúng rồi. Rồi chú quên vào đây này, như anh này. Thế định là không. Trời. Ê, anh em từ từ cho thằng Quyết ăn xong thì thằng nhèm. Đợi nó ăn xong bắt đầu nhấm nhèm nó. Rồi Tuấn xuống lấy đi. Nhanh không thằng Quyết ăn xong nó lại nhặt mất. Náo nào anh Hoàng chết. Ôi thơm vãi. Thơm vãi. Hay là ăn xong lại đi bắt tiếp tối nhỉ. Thôi không về. Tối nay mới bắt đánh được nhiều tôm này. Tối nay nó đi nó ăn thì nó ăn. Ừ. Mà xin lỗi anh em ăn xong thì cầm máy quay để tao ăn cái nào. Thằng kia ăn Quyết ăn trước, ăn nhanh nhanh lên. Anh có nghe phản hồi gì đang chương trình không? Hình như là không. Anh em có phát biểu cảm nghĩ và ý kiến sau khi ăn cái món tôm nướng xẻng này. Thế. Ông vừa thè lưỡi ra dính ngay cái miếng tương ớt cay của mẹ rồi. Ê mời anh Trương phát biểu. Thơm phức luôn. Thế lại. Rồi anh em phát biểu. Rất ngon anh em ạ. Vừa hết rồi. Hết rồi thì cầm quay đi để tao ăn. Đây. Cho chú tí nữa. Đây. Đây nhá. Cay quá. Cay quá. Em nhờ ăn dính luôn rồi. Cho cái này vào đốt. Thèm ghê. Đây là những con người gương mặt gọi là ăn bẩn thỉu nhất trong cái hội này nhá anh em nhá. Hết mồm. Toàn đây toàn bẩn nhất nó ăn xong rồi. Toàn ăn cất thôi. Anh làm ăn tham toàn ăn trước rồi. Xong bây giờ chúng quay. Đây là những con người hay ăn ấy nữa là ăn bẩn sống lâu rồi. Đấy. Cảm giác nào anh? Ấm vãi. Ngon. Giờ đây muốn về rồi. Hay đi bắt tiếp đó. Đi. Nhưng mà toàn ăn dính cát thôi. Thế tôm ở sông thì chẳng có cát thì có gì vậy. Cát nó giòn nó ngon. Giòn ngon tan nhức. Thôi đi về đi. Từ đã. Chúng tôi hay thì hãy like và share video của chúng tôi ạ. Nhớ anh em nhớ đăng ký kênh của anh em tôi để làm những video